mình chỉnh cái điện tử của cái bao này nha. Đây, biết vị trí đó nha. Ok, đây là cái đời model của nó. AXD2755 ha. Mình tắt máy đi, rồi mình mở máy lên chỉnh thử nha. Ok. Rồi mở máy lên nè, giao diện của nó nè. Vậy thôi, chạy thử. Không. Đây, máy này cũng không có gì đâu nè, biểu tượng cũng ngoài như mấy cái kia thôi. Này chỉ kim dừng lên. Ha, ngưng dừng lên. Mình đè vô thì nó dừng dưới. Ngưng nó dừng dưới ha. Nó gót rút lên. Rồi. Này là chậm mũi đầu. Nè, ý nè. Chậm mấy mũi rồi mới lên, hoặc mình chạy xuống mũi chậm mũi đầu ha. Rồi. Con này quan trọng tới đó. Rồi, giờ cho chương trình nè ha. Được chưa? Rồi. Đó. Hai nút này ha. Những này cũng đơn giản thôi, chính dắt rồi cũng có vài chương trình thôi nha, khỏi cần nhiều. Rồi, ok. Hai nút này. Rồi, bấm mới vào chương trình được nha. Bên cái. Đó. Rồi chúng ta vô không hết là 00 nè, 00 là tốc độ nhỏ nhất nè. Ha, giờ 01 miếng hết là tốc độ maximum của nó ha. Đây. Giờ mình chỉnh thử tốc độ 20 ha. Chạy thử nha. Hết, nhấn chữ B cái thoát ra. Rồi. Đó, nó chạy chậm gì nữa không? Tốc độ này chỉ có 200 à, 20 là 200 quá. Không. Rồi giờ chúng ta nhấn lại cái này, đó. Nó còn 20 nữa, nó tăng lên. Hết. Đó. Đó là chỉnh tốc độ. Ok. Rồi. Đây là tốc độ nha, đó là tốc độ. Chương trình thứ là số 2. Số 2 là chúng ta cài chậm mũi đầu, đúng không? 01 nè. 02 hết. Rồi nói số 2 đúng không? Ta tăng số mũi lên, nó 9 mũi, giờ chúng ta tăng 4 mũi ha, 5 mũi đi. Rồi, ta thử nha. À, khi mà chạy mũi đầu ta phải kích hoạt cái nút lên nha. Rồi. 1 2 3 4 5 6 ha. Rồi ok. Rồi. Tiếp theo vô số số 3 là tốc độ của chậm mũi đầu ha. À, khỏi cài cái đó đi, mất công tốn thời gian lắm. Số 4, số 5, số cài những chương trình bình thường để cho nó chạy thôi nha. Số 10 số 17 à, khi ta tắt máy là tôi kiểm cái nhịp cái nè. Đây nha. Bề. Những cái bề trước nhấn điện cái rồi, bề. Bảy hết. 1 không. Rồi chúng ta tắt đi ha. Bề. Đó, nó hết hết nhịp rút lên không? Rồi chậm này nè không? Bảy xong ha, giờ chúng ta qua cái 18 mình gắn cái kim vô mình thử cái nha. Đó dễ. 18. Đây 18. Rồi đi. 22. 22 là tốc độ của test đúng không? 22. Đó. Rồi giờ mình chỉnh tốc độ test nha, là mình để là 1000, 100 là 1000 ha. Hết. Rồi. Cái chữ B thoát ra nè. Tắt máy ha, ta đè BS. BS à, ta mở máy lên là nó test nha. Đây. Đó, nó nổi chữ A rồi nè. Thấy không? Đó, mình chạy test đó. Hồi nãy mình chỉnh tốc độ nó có 1000, rồi tự động chạy 1000, rồi test nha. Là test. Rồi ok.
Rồi chúng ta tắt đi. Cái này nó cũng chương trình chạy vài cái thôi, cũng đơn giản, khó lót hơi lâu, một lâu quá. Rồi ok, thả lên ha, giờ chỉnh lại tốc độ test nha. Rồi B lấy nhớ ra 22 hết. Rồi tốc độ 4000 nha, chỉnh 220 được rồi ha. Rồi nhấn B. Rồi, tốc độ của con test, ok. Rồi, đấy ha, ok, giờ tiếp tục. Tiếp tục chỉnh khi mà kim mai mình ngưng á, là kim nó dừng, tụi kim nó dừng. Ha, giờ mình chỉnh cho tụi kim nó dừng trên và mai bình thường nè ha. Nhấn gót. Đó, đây là kim tên hết của nó đúng không? Rồi. Đó, giờ mình chỉnh giờ nó kiểm tra nó nha. 22 giờ chúng ta vô 27. Nhấn B cái, nó nổi chữ B lên không không nè, 27 27. Là tụi kim khi mình ngưng là nó dừng trên đúng không? Đó. Không nè. Giờ chỉnh thêm số đó nha. Đó. Không. Nè. Nhấn gót, nhấn gót nè. Chạy nè. Nhấn gót. Đó, nhấn gót là kim mới lên mà cái này kim đi xuống nè, không? Rồi. B. Nhấn hai lúc này chứ nhầm. B. 27. Hết. Giờ mình trả gì không cho nó nha. Không là mặc định đó. Rồi những cái này thoát ra. Đây nhấn gót. Lên ha. Rồi, nhớ nha. Rồi. Giờ tới chạy, khi mình chạy mình chạy ngưng nè. Là kim kim xuống. Giờ mình vô chương trình nè. Vô 28. B. 1 2. Những chương trình này chạy dễ sử dụng thôi nha. Rồi ok. Đó, 175 của mặc định của nó đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta về không luôn. Thử thử nha. Thử coi nó nằm đâu. Ngừng. Đó, ngừng vô kim dựng trên. Không. Vậy là chạy sao im được đúng không? Rồi B. 28 chỉnh lại 175. Cứ nhớ thông số mặc định đó, 175, 178 cũng được, không ảnh hưởng gì, có 5 số cũng không vấn đề ha. Rồi ngưng. Đó, kim nhìn xuống, nhấn gót, kim lên rồi ok. 28. Tiếp theo chúng ta vô B. B. 32. 1 2 3 3 hết, 101 hết. Rồi, được ha. Đây nè, coi đế nha. À đây tầm cái đầu đã mình cài rồi, mình gắn cái kim đi mình thử thôi. Rồi. Tắt máy nè. Mới lên nè. Ba 37 là mình chỉnh cái đời máy ha. Đời máy của nó là mặc định nó là số 0 đúng không? Rồi hết đó, vậy là nó lưu. Còn chỉnh những chương trình khác là nó chạy đảo chiều và còn nó đứng gì đó ha. Bây giờ mình chỉnh là tốc độ nó thay đổi rồi nè. Đó. Mình chỉnh là đề máy tốc độ của nó thay đổi nè. Kim dừng sai luôn rồi ha. Rồi giờ mình đè mấy cái này vô biểu tượng này vô. Rồi.
nhân gót lên, không có chậm mũi đầu luôn nè, thấy không, bật lên chậm. Đó, chậm hai mũi như mặc định của nó rồi ha. À, mình nói thêm cái này, cái chiều của nó nè, đúng không, giờ mình chỉnh đảo chiều nó luôn. Ok, giờ mình chỉnh tốc độ trước đi. Rồi B 01 nha, chỉnh tốc độ lại, dứt dắt chạy từ từ thôi, chạy nhanh quá chỉnh chỉ chết luôn á. Rồi rồi giờ tốc độ nó, rồi chỉnh cái này thôi, dắt lại cái này chỉ nó mới im, nhanh quá chỉ nó xấu lắm, đứt chỉ con mũi nữa ha. Rồi bây giờ mình chỉnh đảo chiều nè, để mình nhớ là như là 20 25, hết 1, hết về đây, chiều ly nó quay lên rồi nè, đó thấy không. Rồi bây giờ chúng ta chỉnh lại, hết về 25 25 là đảo chiều motor nha, hết xong, hết đủ. Đây đảo lại nè, chiều này mới may đúng của nó nha. À, ok, nói chung là chương trình điện tử chúng ta chỉnh cái đó rồi nha. Giờ nói tới phần này, đúng không, này nè, này là mình chỉnh cái mũi nè, cứ dậy ra nè, để nha, mình quay cơ cho thôi nè. Đó, nó khích rịch thấy không, rồi chúng ta tặng cái này lên nè, làm cái mũi kim nó đi ra xa nè, đèn vô nha, rồi rồi nè, đó đó, nó bước cái mũi ra xa hơn nè, đó thấy nha. À, nó lấy được 4 mũi nè, à mũi đầu tiên rồi nha, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ tư sát bên kia nè, xong nó trở lại đó. À, rồi còn cái này nè, cái này mình dặn cái này ra xíu, cái này nè mình chỉnh cái này nè, là cái kim nó cũng xê dịch qua lại nè, à à để ý nha, à để gì cho dễ thấy đó, đó đó, mình kéo cái cày lên nè, mình kéo cái cày lên, à là cái tụ kim nó đi theo nè, đó thấy không. Rồi mình cứ để theo như này, để xong rồi mình xiết cày lại ha. Đó. Cái này đè này vô mình kéo vậy thôi nè ha. Chỉnh cái này á, khi nào mình thay cái chân vịt này nè hay gì á, mở này ra mình chỉnh lại, còn đồng tiền thì chúng ta xỏ vô đây bình thường ha. Đó, quấn này hai vòng vô, hai vòng vô trong đây nè, hai vòng. Rồi còn cái chỗ này, à chỗ này là để chỉnh cái đường cũng như là cái đường chích chắc vậy đi, mình nói như chích chắc vậy đi ha, đường chích chắc đi quay lại, mở ốc ra xoay qua lại ha. Cái điểm từ đây, đúng không, ở đây nó có chữ U với H vậy nè, cái điểm này mình nghĩ chắc là khi mình nó thay chạy hàng dày hàng mỏng á, mình mới chỉnh theo thông số nè. Còn mục định của thằng này phải không, à này nè, à đúng không, mở ra đi cho dễ nhìn đó, nhấn gót nè, là cái điểm này à, điểm đó nằm ở đây nè, không ngưng nha, nhấn gót ngưng là này. Cái điểm này nó trùng với điểm này nè, có thể là nó sẽ thay cái bộ này để chỉnh chạy hàng khác hoặc là nó chỉnh ở trong đây. À, máy này mình cũng không cần lắm, còn cái núm này là để mình khóa cái cần lại mũi này nè, không mình xả ra nè, nha xả ra nè, là mình kéo cây là được, là mũi nhiều ít á, nó chích dắt thổi đi, thổi lại mũi luôn đi, nha khóa vô, chiếc vô, cái này nó cứng luôn, không có di chuyển được. Rồi bo này chỉnh đơn giản như đây thôi nha, cần nhiều khả năng lắm.